Sơn Tùng gây chú ý khi thay đổi hai điểm trên gương mặt. Bề ngoài của nam ca sĩ Sơn Tùng nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Vào tối ngày 13 tháng 7, nam ca sĩ Sơn Tùng đã đăng tải hình ảnh mới thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Giọng ca gốc Thái Bình chia sẻ bức hình để lộ vai trần cá tính và tận gương mặt. Khán giả liền phát hiện ra ngay những đặc điểm khác lạ của Sơn Tùng. Cụ thể, nam ca sĩ sinh năm 1994 đã đảo ngói làm xoăn, thay đổi kiểu tóc mới. Ngoài ra, Sơn Tùng còn xỏ khuyên mũi cá tính. Diện mạo mới của giọng ca 9X nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Sơn Tùng là một trong những ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì trong showbiz Việt hiện nay. Nam ca sĩ gốc Thái Bình có hàng loạt các ca khúc nổi bật được khán giả yêu mến như Chắc Ai Đó Sẽ Về, Không Phải Dạng Vừa Đâu, Em Của Ngày Hôm Qua. Bên cạnh tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, giọng ca sinh năm 1994 còn sở hữu gương mặt điển trai. Mỗi lần xuất hiện, Sơn Tùng lại thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả.